Như vậy thì trong những số đây á, là mình đã đề cập với chúng ta một số tính năng về định tuyến. Và trong lần này á, là mình sẽ đề cập với chúng ta một tí xíu sâu hơn về vấn đề là chúng ta sẽ sử dụng cái việc mà chúng ta sẽ định tuyến một cái tuyến đường đơn giản để thực hiện cái cơ chế favor. Vậy thì cái chủ đề hôm nay của chúng ta là nó sẽ xuất phát từ việc khi mà chúng ta sử dụng một số đường truyền internet của một số nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam mình. Và trong đó bạn có một số đường truyền là chúng ta khi mà chúng ta sử dụng á, nhưng mà chúng ta không chịu đóng cước, thì lúc này nhà cung cấp dịch vụ họ sẽ tiến hành họ chặn, họ sẽ không cho chúng ta truy cập internet. Tuy nhiên lúc này thì bộ định tuyến vẫn chọn cái tuyến đường đó làm tuyến đường chính. Cho nên lúc này bây giờ trong mạng của bộ chúng ta nó bị mất internet. Vậy thì trong cái chủ đề hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ phân tích, lựa chọn và từ đó định tuyến cho cái lưu lượng chúng ta sẽ làm chạy sang đường quay lại khi mà xảy ra một số sự cố. Rồi, vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ lưu ý lại về cái vấn đề mà chúng ta hay gặp phải. Thực tế này, nếu mà khi mà chúng ta xác định cái vấn đề thì điều đầu tiên là chúng ta phải tìm được nguyên nhân. Đầu tiên sao? Vậy nếu mà xét về cái nguồn gốc của vấn đề bạn thì chúng ta suy ra vấn đề này là do người dùng họ không chịu đóng cước internet. Tại lúc này bây giờ nó bị cái vấn đề là nhà mạng họ sẽ khó đăng truyền. Về nguyên tắc bạn, nhà mạng họ sẽ không hủy cái phiên kết nối BBBOE của chúng ta, mà lúc này họ sẽ can thiệp vào cơ chế NAS phía bên trên kia. Và thì lúc này bây giờ tức là cái kết nối internet nó vẫn chạy. Và lúc này là cái bộ định tuyến chúng ta nó đã trở nên hoạt động một cách kém hiệu quả bằng cách là nó vẫn chọn tuyến đường đó làm tuyến đường kết nối internet. Cho nên lúc này bây giờ bạn thì cái mạng trong mạng chúng ta sẽ không thể nào ra được mạng internet. Mà lúc đó thì lúc này chúng ta phải thiết lập một quy tắc làm sao bộ định tuyến chúng ta hiểu rằng cái tuyến đường đó mặc dù nó vẫn có IP, kết nối internet BBOE vẫn hoạt động được. Thì lúc này là chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ làm sao cho lại bộ định tuyến chúng ta nó hiểu rằng cái tuyến đường đó hiện tại bây giờ đã hỏng rồi đó, mặc dù nó vẫn có địa chỉ IP nè, vẫn có kết nối BBOE thì vẫn thiết lập bình thường. Thì làm sao để chúng ta sẽ thực hiện công việc là chúng ta hủy tuyến đường đó? Đấy chính xác là nội dung hôm nay là mình sẽ đề cập với chúng ta. Rồi, bây giờ mình sẽ mời bạn mình cùng theo dõi sao bạn. Đầu tiên là cái chủ đề hôm nay mình sẽ đề cập với chúng ta trong việc là chúng ta sẽ thực hiện việc là chúng ta sẽ thực hiện công việc là thảo luận về vấn đề liên quan tới việc là định tuyến. Đây bạn, định tuyến, đây, phép định tuyến cơ bản sử dụng trình giám sát. Bằng ở đây mình ghi là sử dụng trình giám sát network. Đây bạn, đây Network thực tế nó là một công cụ cho phép ta sẽ thực hiện giám sát và hành động. Trình giám sát đây mình đề cập chúng ta là Network. Đó, như vậy hay lắm bạn. Vậy thì ở trong cái phần này là chúng ta sẽ thực hiện chính trong phần Network. Tuy nhiên cũng phải kết hợp thêm một phần nữa. Một là kết hợp thêm công cụ nào, công cụ Browse. Hoặc là chúng ta sẽ kết hợp với Network. Đây bạn, Network với thẻ Mango. Đó, như vậy. Vậy bản chất như nào? Đây, bản chất mình sẽ đề cập sau bạn. Giả sử chúng ta sẽ có hai tuyến đường internet. Đây là internet của em đây. Đây là tuyến đường internet đúng không? Một đường. Đây là internet thứ hai của em. Đây internet này, internet. Đó, như vậy xong. Rồi. Ở đây em có bốn tuyến. Đây chính xác là bốn tiếng em nè. Đây là một số nó đâu. Đây là bốn tiếng em nè. Đây L09 đây bạn. Đây là bốn tiếng của em. Vậy thì bốn tiếng em đang có hai đường qua này. Đây là máy tính mình cứ nói vào để mình cấu hình. Vậy bốn tiếng này của mình ghi sao bạn? Đây có hai đường. Đầu tiên bạn, đây là bốn tiếng L009. Đó thấy chưa? Đó. Có hai đường vào. Đó. Trong đó đường này mình ghi là 1 là đường qua chính bạn, 1 là chính XC. Đường quan này là mình ghi là đường quan số 2 bạn, backup. Vậy vấn đề được sinh ra như sau: khi mà chúng ta không đóng cước internet thì lúc này bây giờ thì lúc này bạn nhìn này, thì lúc này bạn thì cái chỗ này này thì cái kết nối internet BBBOE vẫn hoạt động bình thường. Mà kết nối internet BBBOE vẫn hoạt động bình thường thì lúc này bộ tuyến ta nó không biết rằng đường nó hỏng. Trong thực tế, trong cái tuyến đường của bộ tuyến nó có một mục là check gateway. Tuy nhiên mục này check đã bị lừa. Check gateway.
Nếu mà sau khi quay ra chúng ta nó sẽ có hai option bên trong. Một option là chúng ta sẽ có liên quan tới gọi là Bing. Option này là ARB. Tuy nhiên cả hai trường hợp đều bị lừa. Tức là trên nhà mạng họ sẽ khó được truyền lại, nhưng mà lúc này router vẫn Bing lên cái quay. Hình dung khi mà chúng ta quay số BBW với bạn thì lúc này sẽ thiết lập ra đường hầm. Trên đường hầm sẽ gắn hai điểm IP. Thì lúc này cái điểm mà gắn ở router mình đây ta gọi IP WAN. Cái điểm mà gắn trên đầu nhà đài ta gọi là gateway. Khi bạn chọn cái mục là checkway tức là nó sẽ ping tới gateway. Vậy bây giờ nhà mạng họ khó cước internet chứ họ đâu khó gateway đâu. Tại lúc này router vẫn ping như thường. Ping được tức là đường nó AC. Và lúc này con router chúng ta nó có một cái ban chắc này là nó ping để nó biết được tuyến đường nó hoạt động hay không. Nhưng mà bây giờ là chúng ta đã bị nhà có vụ nó lừa đi, tức là nó vô hệ hóa internet trên đó chứ không phải nó hủy liên kết. Và thì đối với trong trường hợp này bây giờ mình tí với một cái chiêu này. Thay vì mà để cho bộ định tuyến nhận dạng được cái đường này là đường hoạt động hay không á, thì chỉ chiêu này chúng ta sẽ tác động vào. Nếu mà ping qua đường này ra internet không được, tức là mình kiếm một máy chủ đâu đó qua đây này, ví dụ đây này, ví dụ đây máy chủ, ví dụ máy chủ 1.1.1.1. Em nói là em ping từ đây, em nói sao? Em nói nha là em ping từ đây đường quanh ra đây mà là fail, lỗi bằng đây. Thì đường này em sẽ cắt đi, em sẽ disable lại. Đó, quy tắc bằng chúng ta sẽ disable lại. Đó, xong mình sẽ disable này lại, xong. Hết đơn giản. Và bây giờ để mà thực hiện được điều này thì chúng ta làm gì? Đầu tiên, làm sao biết được là ping cái đây. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng một quy tắc F. F tức là nếu mà chúng ta có hai đường quanh này mà bây giờ đường quanh này nó chót bạn thì con router sẽ ping qua đường quanh này, và bây giờ mình ép lại tí cần truy cập tới IP này thì chỉ cần ping qua đường quanh này thôi, bắt buộc phải ping qua đường quanh này. Thì một là bạn sẽ sử dụng cho mình quy tắc route, hai là sử dụng mango với thể output. Đó, như vậy xong. Vậy thì em nói cho đây em có màn len này, màn len ở đâu đây, màn LAN. Đây. Màn len cái IP là 10.10.10.1.4. Đó, xong. Vậy trường hợp này của mình hiện tại bây giờ mình đề cập với chúng ta là chúng ta sẽ thực hiện việc là chúng ta lắc cái cơ chế mà nhà mạng họ đang phù hợp đường truyền chúng ta. Vậy thì phương pháp như nào bạn? Phương pháp đây là chúng ta biết được ý tưởng thì đi hiện khó xong. Thì ý tưởng sao? Ý tưởng đầu tiên là tạo ra một tuyến đường ra tới đây. Và sau đó là chúng ta pin không được thì suy ra tuyến đường hỏng. Vô hóa thôi. Để mà vô hóa được tuyến đường này dùng anh AnyQuest này. Anh này là anh đã thực hiện việc ping. Rồi xong. Đầu tiên đây nha bạn, là các bạn cũng mở cho mình máy tính lên. Sau đó là chúng ta làm gì? Các bạn cũng khởi tạo mình hết y chang một đống cấu hình này. Tức là chúng ta sẽ khởi tạo hai đường WAN, khởi tạo bằng LAN. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành NAS. Sau khi bạn NAS xong rồi á, sau khi chúng ta đã NAS xong á, thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ thiết lập quy tắc route. Thực tế mình nói nha, có rất nhiều cách. Một là sử dụng route, hai là sử dụng output ở trong Mango. Mục đích chính là sao? Là chỉ ép cho con router là mình nói là router, anh ping cho tôi tới cái địa chỉ này, tới cái địa chỉ đây, đúng cái đường quanh thôi, không được qua đường này ping. Vậy bây giờ nếu như mà mình nói bạn là mình nói ý tưởng vậy thì bây giờ thực sự mình nói là bây giờ nếu mà chúng ta đi chúng ta có hình thì một số bạn nói là mình đi có hình như vậy thì nhanh hay chậm. Thực tế là mình nói bạn, việc cấu hình này hoàn toàn rất đơn giản. Nó không khó. Hoàn toàn rất nhanh, làm chưa đầy được 30 giây. Thực tế bạn làm nhanh lắm mà không khó. Khó hay không là cái chỗ cái ý tưởng nó ta thực hiện khó. Đây này, ý tưởng này. Vậy xong. Vậy thì đầu tiên bây giờ em nói đâu bộ tiếng, đây là bộ tiếng em này. Đầu tiên là bạn sẽ mở cho mình công cụ một quyển bóc lên. Tìm cho mình bộ tiếng mình chính xác L009 đài. Xem có nó vào. Rồi xong. Đầu tiên á là em nói em làm gì? Đầu tiên đúng không? Em nói sao này? Em đóng hết mấy cơ sổ lại đi. Đây em đóng lại đi. Rồi. Xong. Sau đó bây giờ là chúng ta làm cái việc gì bạn? Bây giờ chúng ta làm việc này. Đầu tiên kết nối hai đường truyền internet, trong đó đường số 19, đường số 2 phụ. Và em muốn biết rằng đường số 19, đường số 2 phụ thì ý tưởng sao? Thì em nói ý tưởng chỉ cần đặt cái chỉ số default distance sao. Đây chỉ bằng chiêu này, đây. Vào cho mình menu PB này. Chọn mình dấu cộng này. Chọn mình là một BBW clients này. Rồi. Đầu tiên là em có đường truyền internet em số mấy? Số 1. Số 1 đâu? Nó đây. Router nó hỏi nè. Bây giờ anh muốn thiết lập internet đúng không? Thì anh thiết lập trên cổng nhiêu thì em nói cổng số 1.
Lý do sao cổng số 1? Vì tôi gắn cái máy tính, tôi gắn hai đường truyền internet cho cổng số 1 mà nó đây 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 mà nhìn đây nhìn đây, hai cổng số 1 này. Số 1 này. Đó, xong hết. Vậy thì bây giờ quay số đúng cổng số 1 thì sau đó em qua thì đào em nói là chỗ nào em nhập cái tài khoản internet BBUE thì BBUE em nói chỗ này này, đây, ví dụ nhập đây bạn, đây. Đường chính mình để distance là 1. Xong. Tiếp tục là em quay số tiếp tục đường số 2. Đây. Đường số 2 em là em kết nối trên cổng số 2, em có account đây, account em đây bạn. Account là ABC, password là ABC. Đường số 2 phòng distance là 2. Rồi xong. Sau đó bây giờ em đem khởi tạo cái mạng nội bộ. Ví dụ mình tạo cái nhóm này, em tạo nhóm luôn, em tạo nhóm này, em này nha, brick lên. Em nói sao? Cổng 5678 là em đưa trong một mạng lên. Thì đầu tiên em đưa cho mình cổng này, cổng 5 này. 5 này, đúng không? Rồi sau đó em đưa cổng số 6 nè. Rồi. Sau đó em đưa cổng số 7 nè. Đó, cổng số 7 bạn, đây cổng số 7 nha, mà đưa cổng số 7 mình nha, cổng số 7 nè. Rồi, cổng số 8 nè. Rồi xong, đó, thấy chưa? Xong, sau đó bạn vào menu IP nè, DNS chúng ta gắn cái máy chủ cho mình. Đây, gắn máy chủ DNS. Rồi xong. Sau đó chúng ta sẽ vào một address này, chúng ta đặt IP. Ví dụ trong đề bài này của mình sẽ có IP là 10.10.10.1/24. Gắn vào đây. Rồi, sau vào menu IP này, DHCP server và chúng ta sẽ chạy dịch vụ cấp phát IP tự động. Tức là sao? Tức là một khi mà em gắn máy tính em vào bộ tuyến hoặc là em kết nối điện thoại em vào wifi, tự động bộ tuyến sẽ đẩy IP xuống. Đấy chính xác là trách nhiệm của cái bộ định tuyến ta khi mà nó chạy cái dịch vụ DHCP. Nhấn cho mình vào mục là DHCP setup. Chọn mình vào mục là Bricklane, xem nhấn next. Nó hỏi này. Anh nhìn lại xem đây có phải là cái lớp mạng của anh không? Em nói đúng rồi. Cái quay của nó đúng đúng. Giải địa chỉ cấp phát bao nhiêu này đúng không? Đúng. Dynet đúng. Rồi 30 giây thôi xong hết. Sau đó em vào mini IP này, firewall và NAS. NAS chính xác là bước chúng ta cho phép cái mạng LAN chúng ta được phép ra internet bằng hành WAN. Đầu tiên nha. Vào cho mình cái mục sử dụng NAS này. Chọn cho mình là đi ra internet sẽ đi ra bằng đường liên kết BBUE01. Hồi nãy mình gửi số này bạn không? Bạn thấy mình gửi số không? Thì mình sẽ cho các mạng LAN mình sẽ ra internet bằng hai đường này. Sau đó bạn chọn mình action là mask QD. Tương tự. Sau đó bạn copy đi. Bạn chọn lại mình cái mục là autofay tức xác là BBUE02 xong chọn apply. Y chang nha. Vậy cái mục mình đang bấm là gì? Ý là mình dịch như này nè, mình nói nè. Suốt ná tức là cho phép các cái địa chỉ IP trong mạng của bộ. Out interface là đi ra bằng BBUE01 hoặc là BBUE02 bằng hoạt động mask là dễ trang. Xong hết. Xong hết. Bình thường. Sau một số bạn nói đâu bây giờ anh thử anh test cho em xem nha, em thấy sợ nhiều khi anh làm như này nó không hay. Nói chung mình nói là bạn nó thoải mái nhưng mà tôi phải nhìn nhận thì nhìn các kết quả cái. Nguyên tắc ở đây các kỹ sư của em và anh nói vô tư, anh nói kể nào và anh nói kể đó. Nhưng nguyên tắc là làm như hắn nói. Và tôi phải nhìn thấy cả, thì chứng minh anh thì nhìn thấy cả. Chạy à, thì tôi thấy. Và giờ làm sao? Đầu tiên thì em nói em cũng thử là em rút cái sợi dây mạng ra. Đúng không? Sẽ em gắn lại. Đầu tiên làm sao làm? Phải có mạng rồi nè. Nguyên tắc chúng ta nói là anh có nói trên trời dưới đất gì kệ anh. Nhưng tôi nghe cái tôi thấy chạy nha là tôi vui rồi. Vậy thì bây giờ một số bạn nói đâu bây giờ anh xác xem chạy vô đây chạy nè. Và anh xem thử IP của tôi là nhiều chứ nhiều khi là anh gian lận sao? Đấy gian lận nhiều nhiều như bạn khó tính mà. Nhưng mà đây là một nguyên tắc của một khi mà chúng ta đứng trên vai trò là chúng ta là một người đi hướng dẫn cho khách hàng á. Thấy hết. Muốn gì được nấy, không có gì thì gì dẫu á. Như hôm trước bên chỗ khách hàng của em bên có một trường hợp nó hỏi này bạn. Sau đó bên phòng giảng họ gửi cái yêu cầu ra sang bên cái ông đó, không phải là hãng Việt Nam mà chuyển nhà phân phối chính. Hỏi câu hỏi này bạn. Cái thuật toán tức là thường thường bạn các cái thiết bị bộ tuyến sẽ có tính năng công tải. Thì cái thuật toán để phân bổ lưu lượng trong công tải của hãng A là gì? Bạn dùng nha. Nó có hai dòng này, gì? Một hãng A nó có là gì? IP base và session base. Đấy không phải là thuật toán. Mà đấy chỉ là đấy là hai thuộc tính đầu vào để thuật toán xử lý. IP base tức là dựa trên là IP nguồn, IP đích. Còn session base là dựa trên cả IP nguồn, IP đích, test bọt, suột bọt xong. Vậy xét nguyên tắc bây giờ bạn nhìn này,
xét tới bây giờ như này. Vậy đấy chỉ là một thuộc tính trong cái bộ máy công vận tải của nó. Vậy làm thế nào để cái anh công vận tải tỷ lệ sao? Ví dụ tỷ lệ 1, 2, 3, 4 sao? Vậy đấy mới chính là cái bản chất. Và khi hỏi qua xong anh nói cái này thuộc về cái thông tin của nhà sản xuất, thì hiện tại nhà sản xuất sẽ không cung cấp được. Nhiều khi mà nó không hiểu chứ không cung cấp gì. Chứ thực tế nếu mà chúng ta hiểu được cái bản chất của cái việc công vận tải là chúng ta làm được hết. Cũng như bây giờ quay lại đang vậy, quay lại vậy. Chúng ta nói chứ chỉ cần chứng minh cho em thấy coi được rồi. Vậy xong, đó ví dụ vậy xong, anh cố hình xong. Bây giờ bước theo đây, chứ bạn này bạn nhìn lại này, đây. Bước theo bây giờ làm sao? Bước theo bạn là bây giờ là các bạn sẽ tiến hành, thì làm gì? Chúng ta sẽ tiến hành bật như sau, đầu tiên, đây. Chúng ta sẽ thực hiện công cụ là Tool Network Dynamics đây. Và bản lên tuyến là IP Routes, bạn nhìn nè, Routes đây. Nhưng, bản chất chúng ta này, đây chính xác là hai đường truyền Internet chúng ta có này. Một đường là một đường đen, một đường xanh tức là dự phòng á. Chỉ số listing là 1, 2 nhìn thấy rõ, 1 là chính, 2 dự phòng. Khi đường 1 chính chết, chuyển qua đường xoay, đường xoay chuyển sang màu đen, chạy. Đó, như vậy xong. Vậy những app bây giờ này, cái hai đường này không vô hóa được. Tức là khi mà chúng ta dùng công cụ network để chúng ta ping ra mà nó mất kết nối, không ping được thì chúng ta disable như đây không được. Thế là mình chỉ cho chiêu này, Chúng ta sẽ đi làm một công việc như sau này. Đầu tiên là những đường truyền này các bạn bỏ này đi, bỏ đi. Thì lúc này cái tuyến đường ra internet của bạn sẽ bị mất. Đó, sao mất, đúng không? Mất. Bây giờ chúng ta tạo mới sau này đây. Bạn nhấn như này này. Tuyến đường internet chính xác là 0.0.0. Tất cả lượng sẽ đi qua đường WAN chỉ bằng chiêu này. Một á là gõ vào đây này, gõ đây là tên giao diện. Cũng được. Hai nha, làm số bạn là gõ vào gateway. Đây này, gateway của tương đường, đây gateway này, bạn nhìn này, đây gateway này. Ê, cũng được, gõ đây này, cũng chạy hết nhé, đây gõ đây. Xong distance 1, gắn vào, xong, tương tự đường xoay, bạn coi đường xoay này, nhắn đây. Một là gõ vào gateway, hai gõ tên giao diện. Ví dụ bây giờ thích mình gõ tên giao diện này, bboe, outer 2, đó xong. Distance là distance 2, dự phòng, xong hết. Vẫn chạy á mà không hai tên chạy, hoặc ở đây mình đồng bộ này đó, như vậy cho bạn dễ dùng, đồng bộ cho dễ đẹp nha. Rồi xong rồi mình quy định nè, bộ định tuyến của mình bây giờ bắt đầu là ping tới đây, ping đúng qua đường qua này. Đầu tiên bạn tạo mình một quy tắc mới rồi, giả sử ping tới 1.1.1.1.1.1 thì chỉ cần ping đẩy lưu lượng nó về đúng cái gateway của đường truyền thôi. Gateway này nhiều, đây gateway này này, cái quay này đó, đây xong. Thì từ bây giờ lúc này đi bạn, thì router mình đang một số bạn nói đây dành pin thêm xem, bây giờ bạn xem này bây giờ pin này, pin nhầm con này, pin này router pin này, pin 1.1.1.1 đây. Bây giờ mình pin này bạn là toàn bộ lượng sẽ đi qua đường qua số 1 hết đó, bạn thấy chưa? Đây rất là quy tắc khi mình làm, bạn thấy đấy chính xác là cái hướng để chúng ta làm một ý tưởng xong. Vậy thì bây giờ khi bạn pin là bạn thấy dòng bạn chạy không đây, bạn thấy chạy không đây, chạy này, không thấy số lượng gói chạy nhảy đi gói này, bạn coi này, gói này có hiển thị này, đó xong. Vậy thì xong, đấy là cách đầu tiên để chúng ta thực hiện. Sau đó bây giờ mình sẽ chuyển sang mình công cụ là công cụ Tool Network Dynamics Network, mình nói sao bật mình giúp cậu, mình nói em bây giờ em pin tới cái trang này, tức là anh 1.1.1.1 bởi vì anh đó đang chạy qua đường qua số 1 mà chỉ chạy qua đường qua số 1 thì em tên đúng không, tên này mình đặt là Shrek pin đây, đi tới này. Thì sao nữa, thì nếu mà pin nó được sao được thì em đứng nguyên dòng này, đây dòng này bạn coi, nếu mà được sao được thì dòng đường tuyến này, dòng này được thì mình đứng nguyên. Nếu không được là chúng ta disable tự động đường xoay chạy lên. Chỉ chứ bạn. Nếu mà không được là chúng ta disable đường này và chúng ta chạy qua đường kia. Đây bạn nhìn nè. Ở đây này cái anh này anh cũng có cái phần này mà giống này. Anh này hồi xưa anh có một chiếc cái quay này, bạn nhìn này, có này. Có hết này. Đó, có này. Và giờ bản thân tại giờ là chúng ta khởi tạo ở đây, tức là chúng ta sẽ check trực tiếp qua router tự check luôn. Nó sao? Đầu tiên nếu mà không được, nếu được sao được là giữ nguyên, không được là ta disable. Và bây giờ này bạn nhìn này, để mà tắt được bọn chúng ta sẽ có một quy tắc sau này, bạn nhìn nha, mình có quy tắc này, bạn nhìn này nó sẽ có một quy tắc sau này, đây bạn nhìn nha, đầu tiên này đây IP route. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cho mình một câu lệnh, bạn nhìn này, câu lệnh này này
để mình disable cái dòng đó. Ví dụ mình coi dòng này dòng bao nhiêu, bạn coi disable này dòng bao nhiêu này. Thực tế đây là chúng ta có thể có rất nhiều cái, bạn đợi xem nha, đợi disable này. Disable dòng nào bây giờ xem mình chú thích thôi, chú thích thử, chú thử nha. Dòng này mình ghi sao, mình ghi sao, mình ghi sao. Chú thích là dễ tìm bạn, ví dụ mình ghi là 1. Rồi. Anh em ghi ví dụ là 1 2, đúng không? Rồi xong. Thì em disable dòng nào em ghi là tìm dòng 1 1. Rồi. Vậy giờ em nói là nếu mà em pin được thì em disable. Và nếu như mà em pin được, nếu mà được á thì em enable lên, enable. Xong hết. Vậy lúc này bây giờ em đưa này vào đây, đưa vào đây, đưa đây. Em copy này, copy này. Nếu mà không được bằng là disable nó. Còn nếu được là chúng ta bật lên. Đó, xong, được chúng ta bật lên giữ nguyên đó, xong. Và ở đây mình check pin có thể trong vòng khoảng là 5 giây. Rồi xong. Lưu lại xong. Đó, như vậy xong. Vậy thì lúc này bây giờ bộ anh Tiến chúng ta sẽ thực hiện một công việc tiếp theo, bạn là pin. Pin và ghi trạng thái up cho này nè. Nếu mà up thì tự động để nguyên dòng này, nhưng mà nếu mà disable tức là pin không được là sẽ disable nó và tự động chạy qua kia. Đấy là một cách. Vậy thì lúc này nếu bây giờ mà chúng ta hình dung lại là cái quy tắc này chẳng khác nào là nó thuê một người đứng ra kiểm tra. Tại sao? Tôi đứng ra kiểm tra mạng ta, nếu mà mạng ta đã bị disable, chạy qua đừng qua sai. Bạn nhìn nha. Đây. Nếu mà bây giờ xảy ra vấn đề disable chạy qua đừng qua sai. Còn nếu mà bình thường bật lại chạy qua đường qua số 1 và đường qua 2 để dự phòng. Đấy chính xác là cái ý tưởng và cũng là cái phương pháp chúng ta định hình. Không khó, thực sự quá đơn giản, không khó. Vậy từ này trở sau thì khi mà chúng ta thực hiện là chúng ta sẽ phải lưu ý về cái công việc khi mà chúng ta triển khai. Một cách đơn giản quá trong vấn đề là hãy hiểu cái vấn đề cách đơn giản nhất. Người ta có nói một số câu bạn là chúng ta lưu ý đây nè. Để mà định hướng được cái lưu lượng này là chúng ta sẽ có rất nhiều thứ chúng ta phải làm. Câu chuyện không phải chỉ bắt đầu là việc là chúng ta bắt trước, mà chúng ta phải hiểu được vấn đề là chúng ta sẽ làm được hết. Đó, như vậy xong rồi. Đấy sẽ là thông tin vừa rồi, hiện tại là mình đã trao đổi và hướng dẫn cho chúng ta. Rất mong bạn like, subscribe và mình cùng xem cái này tới nhiều bạn. Cảm ơn bạn và hẹn lại bạn ở dưới sau.